Chúng ta xem xét giải trí với cái bài giải số trong cái đề thi học sinh giỏi của Hưng Yên năm 2022-2023. Thì trong cái bài giải số này chúng ta sẽ đề cập đến một cái kỹ thuật gọi là tuyến tính hóa ha. Chúng ta thấy được rằng giải truy hồi này nè là một giải truy hồi phi tuyến. Tuy nhiên chúng ta có thể biến đổi nè, thật ra chúng ta thực hiện một cái thao tác bình phương nè. Chúng ta sẽ khử được cái căn này và chúng ta biến động một chút nữa, chúng ta sẽ tuyến tính hóa nó thành một cái giải truy hồi cấp 2 ha. Chuyển từ một cái giải truy hồi cấp 1 phi tuyến, ta chuyển thành một cái giải truy hồi tuyến tính cấp 2. Trước hết mình sẽ xác định con x2 nha. Lát nữa chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta cần đến con x2 trong cái giải truy hồi tuyến tính cấp 2, chúng ta cần đến con x2 ha. Trước hết chúng ta tính x2 trước nha. Ta có điều thứ nhất, dễ dàng tính được x2 bằng 23V ha. Đây là 15 cộng 3 lần căn bậc 2 của 9 cộng 16 nè. Hay là ra 5 nè, 3 nhân 5 nè, 5 nhân 3 nè. Xem nó ra gì ha. 5 nhân 3 nè, cộng cho 3 nhân 5 nè. Tất cả chia 4 ha. Thì nó sẽ ra 15 phần 2 ha. Kiểm tra kết quả lần nữa nha. Rồi, xác 15 phần 2. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ biến đổi một chút. Chúng ta chuyển cái toàn bộ cái thông tin này qua bên trái nè. Để cái căn bên phải, sau đó chúng ta tiến hành bình phương ha. 4 lần xn cộng 1 trừ cho 5 lần xn trừ bằng 3 lần căn bậc 2 của xn bình phương cộng cho 16. Ta tiến hành bình phương hai vế ha. Thì vế trái chính là 16 lần xn cộng 1 bình phương trừ cho 2 lần AB nè, trừ 40 lần xn cộng 1. Rồi, bên phải chính là nhầm cộng 25 lần xn. Bình ha. À, đúng ra mình sẽ xuống dòng đi ha, cho nó tiện. Tiến hành bình phương hai vế nha. 16 lần xn cộng 1 bình phương trừ cho 40 xn cộng 1 bằng cộng 25 lần xn bình phương. Bên phải ra là 9 lần xn bình phương cộng cho 9 nhân 16 100, kiểm tra bán 144 luôn ạ. Rồi, chính xác rồi. Với mọi n lớn bằng 1. Ta thu gọn lại ha. Chúng ta sẽ suy ra được 16 lần xn cộng 1 bình phương nè trừ cho 40 lần xn những xn cộng 1 nè. Chuyển 9 n xn bình qua bên trái ra là 16 lần xn bình ha. Bằng 144. Ta giãn ước ha, ta tiến hành chia hai vế cho 8 chẳng hạn, chúng ta sẽ ra được là 2 lần xn cộng 1 bình phương trừ cho 5 lần xn cộng 1. Kiểm tra chia 8 ổn không? Không, vẫn ổn ha. Cộng cho 2 lần xn bình phương bằng 18 ha. Với mọi n lớn bằng 1. Và chúng ta cũng sẽ có được điều sau. Chúng ta cũng sẽ suy ra được cái điều sau ha.
chúng ta thay n bởi n cộng 1, ta cũng sẽ có thêm một cái điều nữa là 2 lần x n cộng 2 nè, bình phương nè, trừ 5 lần x n nè cộng 1 nè, nhân x n cộng 2 nè, cộng cho 2 lần x n cộng 1 bình phương nè, cũng bằng 18 thôi, với mọi n lớn bằng 1. Lấy vế trừ vế ha, thì ta sẽ có được điều sau. À, 2 lần x n cộng 1 bị giãn ước nè, còn lại là 2 lần x n cộng 2 bình phương trừ cho x n bình phương trừ cho 5 lần x n cộng 2 trừ cho x n nhân x n cộng 1 bằng 0. Ta kiểm tra ha, trừ 5 lần x n cộng 1 đặt làm nhân tử tự chung nè, bên trong còn là x n cộng 2 nè trừ cho x n, đúng rồi. À, và chúng ta sẽ chứng minh được rằng là x n cộng 2 khác x n ha. Rồi, mình bỏ qua chi tiết này nha. À, từ đó ta sẽ suy ra được 2 lần x n cộng 2 trừ 5 lần x n cộng 1 cộng 2 lần x n bằng 0 với mẫu n lớn bằng 1. Chúng ta lưu ý rằng ở trên chúng ta đã có x 1 bằng 3 nha. Nhớ x 1 bằng 3, x 2 thì bằng 15 phần 2. Đó. Thì đây là một cái hệ thức triệu hồi tuyến tính cấp 2. Chúng ta sử dụng phương trình đặc trưng để chúng ta giải quyết ha. Tất nhiên chúng ta không cần dùng phương trình đặc trưng, chúng ta sử dụng các cái công cụ về cấp số, cộng, xác số nhân chúng ta có thể giải quyết được ha. Ở đây chủ yếu là cấp số nhân ha. Thì chúng ta sử dụng phương trình đặc trưng ha. 2 lần lambda bình phương trừ cho 5 lần lambda cộng 2 bằng 0. Phương trình đặc trưng này có hai nghiệm là 1 phần 2 với 2. Như vậy chúng ta sẽ có được xn nó sẽ bằng là lambda 1 là 1 phần 2 C1 nhân lambda 1 mũ n nè cộng C2 nhân lambda 2 mũ n. Vậy là xn bằng C1 nhân cho 1 phần 2 mũ n cộng C2 nhân 2 mũ n với mẫu n lớn bằng 1 ha. Chúng ta sử dụng thông tin x1 với x2, chúng ta sẽ tìm ra được C1 và C2 ha. Với n bằng 1, chúng ta có C1, 1 phần 2 nhân C1 ha. Cộng cho 2 nhân C2 bằng 3. Với n bằng 2, chúng ta có 1 phần 4 nhân C1. Cộng cho 4 lần C2 bằng 15 phần 2. Ta kiểm tra giải cái hệ phương trình này để tìm C1, C2 nha. Giải nhanh ha. Chẳng hạn như lấy cái phương trình 2 lần phương trình dưới trừ phương trình trên thì chúng ta sẽ có được là mất C1 ha là 6, 8 lần C2 trừ cho 2 lần C2 tức là 6 lần C2 bằng 15 trừ 3 bằng 12 tức là C2 bằng 2. C2 bằng 2 thì ta có C1 bằng ở đây
1 phần C1 chia 2 cộng cho 4 bằng 3. Như vậy là C1 bằng trừ 2 ha. Kiểm tra lại thử nha. 8 này, trừ cho 1 phần 2, 15 phần 2. Rồi, chính xác ha. C1 bằng trừ 2, C2 bằng 2. Rồi. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được xn bằng trừ 2 nhân cho 1 phần 2 mũ n cộng cho 2 mũ n cộng 1 với mọi n lớn bằng 1. Vậy chúng ta đã tìm ra được cái dãy số xn rồi ha. Chúng ta tìm ra được công thức tổng quát của nó rồi. Công việc còn lại là chúng ta tính giới hạn của căn bậc n xn này. Ta dùng lý kẹp ta sẽ giải quyết được ha. Ta có xn này. Căn bậc n của xn luôn đi ha. Hiển nhiên chúng ta có được xn luôn dương ha. Thì hiển nhiên nó nhỏ hơn. À. 2 mũ n cộng 1 và lớn hơn. Thật ra chúng ta cũng có thể rút con 2 mũ n ra cũng được ha. Rồi. À, chúng ta có thể làm như thế này. Xn nè trên cho 2 mũ n nè thì bằng trừ 2 nhân cho 1 phần 2 mũ 2n ha cộng 1, chính xác là cộng 2. Rồi. Hiển nhiên nó sẽ nhỏ hơn 2 và lớn hơn. Khi n mà lớn bằng 1 ha thì 1 phần 2 mũ n nè nó sẽ nhỏ hơn bằng 1 phần 4, thì có dấu trừ này sẽ lớn bằng trừ 2 nhân cho 1 phần 4 cộng 2 ha, với mọi n lớn bằng 1 thì ta sẽ có xn nè trên 2 mũ n nè nhỏ hơn 2 lớn hơn 2 trừ cho 1 phần 2 là 3 phần 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được xn căn bậc n của xn nè nhỏ hơn căn bậc n của 2 nhân cho 2 lớn hơn căn bậc n của 3 phần 2 nhân cho 2. Hoặc là người ta viết khác đi một chút cho nó dễ dùng định lý kẹp ha. Căn bậc n xn nè nhỏ hơn 2 nhân cho 2 mũ 1 phần n lớn hơn 2 nhân cho 3 phần 2 mũ 1 phần n. Rồi. Lưu ý ở trên ha. Chúng ta có là khi n lớn bằng 1 thì 1 phần 2 mũ 2n nè. Nó sẽ nhỏ hơn bằng 1 phần 4 nè. Nhỏ bằng 1 phần 2 tất cả mũ 2 nhân 1 nè. Chúng ta sẽ có đánh giá này ha. Rồi. Mặt khác, chúng ta có giới hạn của hai cái dãy kẹp nè. Là tiến ra vô cùng ha. Thì nó bằng 2 nhân cho 3 phần 2 mũ 0 ha. Một con n tiến đến 0 thì nó bằng 2. Và nó cũng bằng giới hạn của 2 nhân cho 2 mũ 1 phần n ha. Giới hạn của hai cái dãy kẹp bằng nhau bằng 2. Suy ra giới hạn của dãy căn bậc n xn bằng 2 luôn. Theo định lý kẹp ha. Vậy ta đã giải quyết xong cái bài toán này ha. Ở đầu tiên chúng ta sử dụng cái kỹ thuật và xử lý cái căn này ha. Bình phương đi xử lý căn. Thông qua đó chúng ta
đã tiến tính hóa được cái dãy số, chuyển từ cái dãy truy hồi cấp 1 vi tuyến chuyển thành một cái dãy truy hồi tuyến tính cấp 2. Ta bình phương lên xong đó ta rút gọn, ta ra được như thế này, để 40 ha, ta chỉ 8 ra nè, ra như thế này. Sau đó ta thay n bởi n cộng 1, tức ta cũng sẽ có một cái đẳng thức bên dưới, ta lấy vế trừ vế nè, sẽ trực tiêu 2 lần x n một bình ha. Sau đó chúng ta sẽ đặt phân tử chung nè, x n cộng 2 trừ x n nè, ta chứng minh x n cộng 2 khác x n. Cái này mình bỏ qua chi tiết này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ suy ra được cái hệ thức truy hồi này. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái dãy XN thông qua cái lý thuyết về dãy truy hồi tuyến tính cấp 2. Ở đây nó là trường hợp thuần nhất luôn ha. Từ nghiệm của phương trình đặc trưng ta suy ra được cái nghiệm nghiêng nè, có dạng như thế này. Chúng ta có thể xác định C1, C2 bằng cách sử dụng con x1, x2. Rồi có C1, C2 chúng ta tìm được N. Phần còn lại thì chúng ta sử dụng định lý kẹp khá là đơn giản. Giới hạn nó sẽ do các số hạn lũy thừa của cái số lũy thừa lớn hơn này quyết định ha. Ta đánh giá giữ lại hai mũ N thôi. Rồi dùng định lý kẹp ta tìm được giới hạn của căn bậc n x n bằng 2. Rồi chúng ta dừng lại đây ha.